Dạ, con xin chào quý ông bà, cô, chú, anh chị. Đầu video thì cho phép con xin chúc quý ông bà, cô, chú, anh chị của mình có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều bình an và thanh tâm an lạc trong công việc và cuộc sống nha cả nhà. Dạ thì cả nhà ơi, thì tiếp nối những cái video mà con và cả nhà mình đi khám phá về thế giới tâm linh, khám phá về những căn nhà hoang bí ẩn, khám phá về những khu nghĩa địa, những nơi mà có dung ma, dung quỷ đang tu luyện ở cõi ta bà này. Thì ngày hôm nay con kính mời cả nhà mình cùng con sẽ quay trở lại cái khu có hai cái mộ mà lâu rồi mình cũng đã đến đây. Lúc trước mình thường xuyên đến đây luôn nha. Đến đây để mình tìm kiếm vong linh, để mình có thể là mình khuyên giải, giúp đỡ họ. Mình gửi họ đi về chùa, về núi cho họ tu hiền, tu lành, để cho họ sớm được thay chuyển kiếp luân hồi, làm một kiếp người mới nha cả nhà. Dạ thì sẵn trên đầu video này thì con xin phép cả nhà mình á, thì xem video thì có thể để lại xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh cũng như lượt chia sẻ để tạo thêm động lực, tạo thêm tinh thần để con có thể đi quay những cái phim tâm linh để về và đăng lên cho cả nhà mình xem ạ. Dạ thì con cũng thay mặt cho tất cả bà con đang gặp khó khăn ở vùng quê thì gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả quý ông bà, cô, chú, anh chị trong nước cũng như ngoài nước đã phát tâm gửi về cho con một số tiền để mà con chuẩn bị đi phát quà cho bà con nghèo cả nhà. Thì hiện tại là bây giờ con vẫn còn nhận tiền tới đến thứ năm tuần sau nha cả nhà. Thì hy vọng rằng cô gì chú bác nào có lòng hảo tâm muốn giúp đỡ cho bà con nghèo thì cứ liên hệ với con qua cái số điện thoại là 0357 727 415. Thì con sẽ nhận và con sẽ tổng kết lại, thì chủ nhật tuần sau sẽ bắt đầu đi phát nha. Thì hiện tại thì con cũng có nhận được một số tiền cũng gọi là tương đối để mà mua cho bà con nghèo là một chừng gạo nè, mì tôm và những phần nhu yếu phẩm. Thì con cũng hy vọng rằng mình đây tới cuối tuần sẽ được nhiều bà con tin tưởng và nhiều bà con phát tâm để mà giúp đỡ và điện đến con để mà con giúp đỡ nha nha. Vậy rồi thì cũng không làm mất nhiều thời gian qua nhà nữa, thì con kính mời cả nhà mình cùng con sẽ tiến vào trong cái những cái khu nhà mộ này để mà mình tìm kiếm xem có vong linh nào về đây trú ngụ không, thì mình có thể là mình giúp đỡ, mình khuyên giải, mình gửi họ đi về chùa và núi cho họ tu hiền tu lành nha cả nhà. Dạ thì cả nhà ơi, thì do là lời ăn tiếng nói của con á, nó cũng không có được hay, cô không được sắc sảo, cô không được gọi là cái gì ta, ý nghĩa như lắm, nhưng mà thực sự là con cũng có một cái tấm lòng, chỉ là muốn mình đi giúp vong linh, mình đưa vong linh về chùa núi tu học. Nhất cái thứ hai nữa thì lúc mà mình hiện tại mình thấy bà con cũng còn đang khó khăn thì con có tấm lòng muốn kêu gọi, thì con nghĩ sao nói vậy thôi nha cả nhà. Nên là nhiều cái lúc mà con nói ra thì nó cũng trật Phật lòng Phật ý của nhà mình, thì mong có nhà mình thấy hoan hỷ trong lòng bỏ qua cả nhà. Con thì chú biết là cái tâm thôi chứ còn lời ăn tiếng nói con dở lắm. Thì con nghĩ sao nói vậy thôi nha cả nhà. Thì người ta thường nói câu sao ta, sự thật mất lòng đó. Nhưng mà con thì không phải là sự thật, nhưng mà con cái tính chân thật của con nha. Thì ý là con nghĩ sao nói vậy thì một của nhà mình có thể là hoan hỷ rộng lòng bỏ qua con nha cả nhà. Con kiểu không có được ăn khéo nói, cứ nghĩ sao là mình nói vậy thôi, cũng không có cái văn chương, cũng không gọi là ngôn từ gì hết trơn á. Còn nhiều khi có những người ta nói hay lắm, văn chương hay lắm, con thì văn cọc lóc, con ngày xưa học nó cũng không được cao quá, văn chương nó cũng dở. Rồi mình cứ nghĩ sao là mình cứ phát biểu vậy thôi. Ủa, mà đi đến gần tới cái hai cái mẻ ở đây, cái mộ thì mình không thấy cái vong linh im re ta. Mỗi lần vô là phải rầm rầm rộ rộ. Nèm rùa nha. Nèm rùa ta. Có rễ cây không ta?
có cả nhà. Trâu. Ai vậy? Ui, bất giỡn. Trời cầm cây kia nha. Trời ơi. Gì chạy? Thả ra ra. Gì cha? Thì tụi nói làm gì không vậy? Trời ơi cây. Mày thả ra coi coi. Mày đến đây mày bắt tao hay gì? Làm gì có. Ủa sao biết tôi đến đây bắt ông? Chứ mày không đến đây bắt tao rồi mày làm gì? Tao đập mày bây giờ. Đến đây để mà ta giúp đỡ. Dạ em giúp đỡ anh chứ em phải bắt anh. Anh... giúp đỡ gì? Thiệp giúp đỡ cho anh được no lòng ấm dạ. Trời ơi nãy sao mày không nói sớm? Trời đất ơi, ông cho tôi nói luôn hả? Hay nãy tao gấp hấp tấp quá. Ông không chưa hề chứ tôi mở được cái lời câu nào là ông mới bước tới đây là ông bay ra ông vớt rồi trời ơi cây chập bá lưỡi rồi ông cầm lên ông muốn quất tôi. Rồi lỡ tôi trúng cái cây này rồi tôi làm sao? Thì nãy tao quýnh mày thiệt đó, tao sợ là mày vô đây mày bắt tao, tao quất mày thiệt tình luôn á. Trời ơi, quất dữ chưa? Tao dùng hết sức lực của tao để quất mày đó. Rồi có trúng không? Trúng đâu, giờ bị trói luôn rồi. Ừ, trói luôn rồi hả, giờ tôi quất không lợi. Rồi. Chứ sao? Thôi. Trời đi, nãy tại mày nói chậm quá, tao hiểu lầm. Có kịp nói đâu mà chậm với không chậm. Mới tao chưa mở lời chào ông nữa, ông ba bông dứt tôi rồi. Thì đó, thì tao sợ bị bắt đó mà. Thì mày nói giúp đỡ gì nè, nói cái tao nghe cái lọt lỗ tai không? Không, giờ làm biến nói rồi. Giờ thì bắt ông trừng trị ông nè. Trừng trị gì? Giờ bắt ông đứng ngay từ đây thấy sáng. Tôi sáng là tôi quay lại giúp ông. Cho ông bỏ cái tật ông chưa gì hết, cái tay nhìn thấy cái não. Thôi à, tao sợ ánh sáng lắm, mày đừng có để tao tới sáng nha. Sáng chứ đâu mà sợ. Sáng sủa. Không có được. Dùng linh như tao sợ ánh sáng chiếu lắm. Trời ơi, vô vô. Thiệt tình chứ. Bây giờ mình cách nào ta? Ê, mày đừng nói tao mày đi về nha. Chắc cũng đang tính vậy đó, đang tính đi về. Trời đất ơi. Mày đi về mày bắt tao đứng vậy luôn hả? Ừ. Thôi. Chứ giờ sao? Giờ chứ ông giờ muốn sao? Thôi, thả tao ra đi, từ từ thương lượng. Thả ông ra rồi ông quất tôi rồi tôi thành vong linh giống ông sao? Không có. Bây giờ mình thương lượng trước đi mà thả sao? Rồi, mày nói đi. Ừ. Bây giờ nếu tôi thả ông ra là ông phải cho tôi quánh lại 3 cây. Nếu quánh tao 3 cây chắc hồn siêu phách tán luôn quá. Chứ giờ ông muốn sao? Thôi mày thả tao ra đi thì có gì mày nói tao nghe lời. Ít ra phải vậy chứ. Giờ tao thả ông ra là tao nói ông phải nghe lời nha. Rồi tao hứa tao sẽ ngoan ngoãn. Rồi nếu như không nghe lời tính gì? Mày quánh tao 10 cây. Rồi ok. Le lưỡi liếm thề đi. Mày tối tao về sao liếm lưỡi tao dài sẵn rồi. Rồi le lưỡi liếm lưỡi mỗi cây. Thấy không? Trời ơi lên tới mí mắt luôn á. Ghê vậy. Rồi thề đó nha. Rồi. Trời ơi cây kìa cả nhà. Nghĩ sao cây mà bóp đồ bóp chuối luôn vậy mà ông quýnh tôi. Cây chà bá làm cần cũng nổi hay vậy. Trời ơi cái cây này nó nhẹ hiều chứ có gì đâu đó mà. Trời cái tay tao hờ vậy là nó bay lên rồi. Ghê cha. Thì tại lúc đầu tao nói mày. Tao sợ bị bắt. Thôi giờ tôi không có bắt ông. Giờ tôi muốn hỏi chuyện với ông xíu được không? Nói gì mày nói đi. Giờ ngồi xuống đi. Nãy ông nói là tôi thả ông ra, ông nghe lời tôi kêu ngồi xuống là ông ngồi xuống đi. Dạ anh hai em ngồi xuống. Ừ. Đâu những con em đọc cho ta. Rồi. Anh hai nói đi. Thôi thì để anh hai nói nha. Rồi ngày xưa mất nhiêu tuổi? 31 tuổi. Rồi mất lâu chưa? 16 năm rồi. Ừ. Nếu mỗi tuổi mất của ông là ông em tôi đúng rồi đó. Mà cộng tuổi lang thang của tà bà này thì ông hơn tôi chắc cũng vài tuổi. Nhưng mà thôi, thì dù gì thì cũng là một hồng ma rồi. Bớt khung hăng không giữ lại. Tay chậm nhanh hơn chậm hơn cái não đi. Tay nhanh hơn cái não rồi đó. Vậy chứ tên gì? Lúc còn sống á. Quốc. Quốc hả? Quốc. Quốc hả? Quốc ức quốc sắc quốc.
con quất á. Quờ quất sắc quất hả? Chúng ta qua quất chứ, quất là quánh á. Rồi, dạ anh quất. Rồi anh đến đây lâu chưa? Trú ngụ lâu chưa? Tao đến đây được 8 bữa rồi. Rồi 8 bữa nay rồi. Rồi cứ kiếm được gì dùng không? Không mày ơi, 8 bữa nay tao lòng vòng với lên mấy ngã ba trên kia kìa mà không có kiếm được gì trơn á. Vậy hả? Rồi kiếm không được sao còn sức dưa cầm cây bự vậy? Trời ơi. Mày nghĩ đi. Đêm hôm phía phát sợ bị bắt mà không sợ, cỡ nào cũng phải có sức để đánh trả chứ. Mà sao mà hỏi nghe sao ông biết là tôi là người đến đây bắt ông? Tôi nhớ tôi chưa chào ông xong ông biết là tôi nhìn thấy ông được. Tao thấy mày thập thập lo lo quá, mờ mờ ảo ảo quá, biết là không phải người tốt rồi. Trời. Mà ai về đâu suy nghĩ của tao lại sai. Nghĩ sao không phải người tốt trời. Trời chứ ngờ ông nghĩ vậy này tôi vô đây làm cái gì? Thường thường ban đêm ban hôm mày thập thập mày lo lo mày thập thập lo lo. Một là con quỷ, còn hai là đi ăn trộm chứ làm cái gì? Rồi cho ông cho tôi hỏi nghe nè, tôi giống con quỷ không? Không. Ừ. Mày giống ăn trộm. Trời ơi trời. Ông cũng nghĩ ra được gì đó đâu. Vậy thì tôi hỏi ông nè. Vô đây tôi trộm gì ở đây? Có gì để tôi trộm không? Mày trộm gì hả? Ừ. Để coi tao suy nghĩ. Mày vô đây mày ăn trộm tao. Chà. Trời ơi, ông làm gì ông nội? Tụt lao. Ai biết đâu mày ăn trộm tao về mày bán cho mấy ông pháp sư rồi sao? Trời trời đất ơi. Có gì đó luôn. Có chứ. Ôi ôi. Tính ra coi bán pháp sư nhiêu tiền ta? Cho 100.000 đi. Đúng không? Trời ơi, mày đừng nói bán tao thiệt nha. Tao lại mày đừng có bắt bán tao à. Tao nói vậy thôi chứ là gì ghê, tao mới tính rồi, ai có làm đâu. Ai biết đâu tao phải nói trước chứ, lỡ mày nghe tao nói vậy mày làm thiệt cái tiêu tao luôn. Chơi thôi chứ thật sự nè. Thì ngày hôm nay á thì chủ yếu lên đây cũng có mục đích là tìm ông đó. Tìm nhưng mà không có bắt đúng không? Đúng. Tìm nhưng không có bắt. Không bắt thì được. Ừ. Nghe lời. Tìm chứ là giúp đỡ thôi. Ủa giúp đỡ thì sao vậy? Nói nghe coi. Thì giúp đỡ là trước đó, là sẽ cúng kiến cho ông dùng. Nó cho ông có thể được no lòng no dạ đi. Sau đó thì tôi sẽ gửi ông đi về chùa, về núi. Cho ông tu hành ở đó. Để ông có thể sớm mình được đi đầu thai. Làm kiếp người mới. Đó, cái đó là giúp. Trời ơi, phải nãy mày nói sớm có đồ ăn nè, là tao đâu có quánh cái cây đâu, tao giật cái cây lẹ lại rồi. Không nói sớm. Ý trời đất ơi, tôi còn lo cái sân tôi chưa xong, không mở miệng được. Tôi phải dạt ra, tôi trói ông lại thấy không? Có kịp mở miệng với ông không? Chưa kịp chào luôn á, chứ đừng nói mở miệng mà nó có đồ ăn nè. Gà nãy tao cũng lẹ quá ha. Nhanh như chớp. Rồi đồ ăn đâu cha? Ăn bớp nè, nhưng mà kiểu như chủ nhà mà tiếp khách không có được nhiệt tình nữa, cho nên là khách chắc phải đi về. Anh ơi, ấy đồ ăn đâu anh hai, cho em miếng đi. Coi như nãy em có lỗi, em biết lỗi rồi. Đúng không? Anh hai đến thì anh hai cho dùng đi, đừng có mang về nặng cái ba lô. Trời, chứ đáng lẽ khách đến nhà là không gà không vịt. Mà ông người khách đến nhà ông cho ăn cay. Chứ không cho ăn gà ăn vịt. Ngày xưa ông có nghe nói là khách đến nhà không gà không vịt không? Biết. Vậy sao tôi đến đây giúp đỡ ông, ông cho tôi ăn cay vậy? Trời ơi, anh hai nghĩ đi. Em lang thang ở cõi tàu hòa này. Kiếm đồ ăn còn không có để dùng nữa. Có đâu có gà vịt để đãi cho anh. Vậy đó hả? Thôi giờ khách đến nhà thì cũng có mang theo một ít cơm chay nè. Để tôi cúng cho ăn ha. Đây trải ra phụ cho. Ừ, trải phụ đi. Nó ăn đi. Ăn mà có cái gì đâu mà ăn. Cái đó đó. Cái này cứ ngắt sao ăn. Với là ăn gì trời. Thôi đi, nãy nó có cơm chay mà không thấy bỏ cơm chay ra. Để kiếm cái chay với chữ cơm vô là cơm chay. Đúng không? Được rồi, có gì ạ? Mốt
cái chai này bự á, cái ghi dữ vô chứ cơm là thành cơm chai thầy luôn. Thôi đi lẹ đi coi có không hay là nói miệng đó. Trời dễ gì, có là phải có rồi. Tụi cái bọc gì đúng vậy? Bọc gì hỏi làm chi? Bọc mà đưa đem theo để dành khi đói tôi dùng. Trời có gì đâu, có vài chục cái bánh. Nhức răng rồi. Vài chục cái bánh để lại đây có ai dùng dùng hết chứ. Tôi làm biến nói chuyện quá. Nói lại nhiều nhiều vô đi. Có hai trái cam nãy giờ biết cho trái nào đây. Bỏ hết vô đi. Bỏ hết vô rồi mấy bông linh sao là lấy gì người ta ăn. Cũng vừa thôi chứ vừa đủ sức mình thôi. Đi còn đi giúp vong nữa chứ phải giúp mình không? Ăn không hết thì phí phải không? Tại vì đói quá rồi giờ thấy đồ ăn tôm tớp. Ăn hết bỏ phí. Mình cúng cho ông con ông hưởng rồi đâu có cúng cho người khác được nữa. Ý trời ơi. Trời ơi. Cơm ăn gì trời? Giờ chịu nấu cơm gì? Cơm tôm hủ gì? Ui. Giờ để lại đi cứ ai ăn ăn thôi chứ giờ mình không biết cúng chay nữa. Có đó lẹ đi. Lẹ gì? Ăn được chưa? Chưa. Sao lâu quá vậy, tranh thủ đi. Khỏi, tôi là phải kiểu như là phải đài đòn lại cái chỗ mà ông quánh tôi. Giờ ngồi chơi thì tự ăn, gấp gì? Thì từ cháu cũng như. Tự ăn không uống nước ngẹp ngẹn chết lần hai sao? Ừ. Cái nước hấp dẫn quá vậy. Tắp cho ba cái hương hưởng cho ấm lòng nè. Tranh thủ đi em ăn no em còn đi nghỉ ngơi nữa anh hai ơi. Dạ. Từ từ anh à. Nghỉ ngơi cái gì? Em ăn xong rồi em đi ngủ rồi anh ở đây anh dọn dẹp anh đi về đi nha. Rồi không muốn được đi về chùa hay gì mà cứ ở đây nghỉ ngơi là sao? Ủa đi về chùa nữa hả? Ừ. Chứ không lẽ muốn ở cõi ta bà này hoài hả? Ai đâu đến đây giúp đỡ hoài. Rồi đi thì đi, để ăn no ăn cái đi. Rồi. Rồi suy nghĩ chút cho anh hai câu trả lời. Rồi. Nam mô Phật, Nam mô Phật. Anh Quốc. Nam mô Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Tất Đại Thiên Đạt Thần Hoàng Bổn Cảnh Thọ Thần Tiệt Cực Tổ này. Thì ngày hôm nay con đến đây với nguyện là muốn được trợ duyên các vong linh đang đói khát mà liệu thổ của ngài các ông. Thì con mong rằng các ngài các ông thấy hoan hỷ thì sao? Cho vong linh của ông anh đang ngồi đây được ra hưởng phần lễ con bên đây. Anh được ấm lòng nó dạ hơn, đỡ lạnh hơn. Nam mô. Rồi, thôi ra dùng đi chút xíu rồi tôi vào thì tôi nói chuyện nha. Má ăn xong thì đừng có đi nha, ở đây. Biết rồi, nãy em có hứa rồi, sẽ nghe lời mà. Ui, cơm chay nhìn hấp dẫn, thấy cũng chảy nước miếng rồi. Mà ổng sợ, ổng làm lâu quá, làm mình thấy mình thèm quá trời thèm luôn. Có hương, có nước nữa nè. Từ lúc mất tới giờ không có được hưởng hương nữa. Nó đã quất cơm chay trước đi. Nhiều thiệt nha. Đêm đó đói mình thấy mình thèm rồi, muốn chậm chạp.
chào. Xin chào. Xin chào. Rồi sao rồi? Dùm cơm chai bánh trái thấy ổn chưa? Bây giờ no quá đi, không có nổi luôn rồi. Không, no quá hả? Đúng rồi, cơm chai ngon quá. Rồi lớp bánh trái nhiều nữa. Bây giờ đi không nổi, nói chuyện nổi không? Nổi chứ. Nổi hả? Nãy hứa nghe lời mà đi không nổi với nói chuyện nổi. Với nói chuyện nổi thì giờ có thể cho tôi biết là ngày xưa vì sao mất phải lang thang cõi ta bà này không? Kể ra chuyện mất thiệt tình xấu hổ mày ơi. Đến lúc tao mất thì tao lang thang ở cõi tàu bà này, tao trả nghiệp. Tao suy nghĩ tao càng xấu hổ thêm. Là sao, chuyện như thế nào? Ngày xưa gia đình của tao có hai anh em. Tao với đứa em gái. Mà ba mẹ tao thì đi làm cũng cực khổ dữ lắm. Lo cho ăn học. Mà tao không có chịu đi ăn học, mẹ tao lười biếng lắm, tao mê chơi. Thì tao về tao cứ xin tiền ba mẹ tao không à. Làm ba mẹ làm không có đủ tiền để lo cho em ăn học, chứ cơm nước trong nhà nó có đâu mà cho tao. Rồi á, gặp cái đám bạn của tao nữa, nó cứ rủ, nó cứ thúc đi chơi hoài, chứ tao quen rồi, tao không có tiền thì tao suy nghĩ á. Đi làm á thì tao thấy nó cực khổ quá, nắng nôi. Trời, mình phải làm mới có tiền mình xài chứ. Thì bởi vậy, nhưng mà bây giờ á, tao đang tìm cách á, tao coi cái việc nào nhẹ mà lương cao. Trời, nó mới có tiền để đi chơi với bạn bè nữa chứ. Rồi cái hôm bữa cái tao suy nghĩ á, tao thấy xin ăn á là coi như cơ bộ có lý á mày. Trời, tướng ông đi đứng bình thường như khỏe mạnh như trâu như dâu mà xin ăn gì của ông nội. Thì vậy đó, cái tao mới tính, cái tao mới bày cái mưu ra, tao cắt cái bộ đồ của tao á cho rách rưới. Trời ơi. Nó rồi tao lấy tao lấy ba cái đất rồi tao tha lên á. Trời, cái bộ đồ nó cũ nó đen lại. Cái tao mua cái chai thuốc đỏ mày. Cái tao về cái tao chế trong cái giò á, cái tao mua bông rồi băng gạc kia nữa, tao về tao quấn cái giò tao một cục gì đó. Rồi cái hai cái tay của tao, tao trồng hai cái chiếc dép lào vô, cái tao diễn thử, tao thấy mà bò lết lết nữa ở trên đường á mà đi xin ăn á, coi bộ chắc là người ta thấy hoàn cảnh người ta thương, người ta cho tiền nhiều lắm. Là mình có thể mình tiêu xài chơi với bạn bè rồi. Rồi chắc tôi cũng hiểu được phần nào rồi đó. Nó cái hôm bữa tao thấy nếu mà làm ở cái chỗ tao ở á thì bà con sớm riền sẽ biết, nhỏ này cũng phá làng phá sớm mà sao mà què tạc được. Cái tao chuyển hướng đi xa xa nhà lắm, tao đi của mình tao à, tao cũng không có cho mấy thằng bạn tao biết nữa. Tao qua đó hả, tao lên kế hoạch của tao y như tao nói đó. Tao bò ngoài đường nắng mưa giấc trưa mà đường nó nắng nó nóng nữa. Tao rên tao than, còn thế là bà con ta đi đường tao cho tiền quá trời luôn. Trời, tao thấy tội người ta, hỏi sao sao nói nhà ba mẹ mất hết rồi, con mình một mà đi khẩu nghiệp bán vé số rồi bị người ta giật rồi té, bây giờ giò nó què rồi không có làm gì được hết trơn á. Bà con cô bác thương giùm giúp đỡ giùm con, cho con vài bàn độc lẻ để con có thể là trang trải cuộc sống á. Tôi rên tôi khóc tôi diễn, người ta thấy người ta thương dữ lắm. Tôi làm được một thời gian luôn, nửa tháng một tháng gì á, tiền nhiều lắm.
về nhà tao tắm rửa sạch sẽ vô liền, rồi tao xỏ đồ vô hả, tối là tao đi chơi với mấy thằng bạn của tao hả, nhậu nhẹt phá làng phá sớm rộ luôn mẹ ơi, nguyên đêm luôn. Trời cái điều hả? Bà con người ta cũng điều muốn mắng vốn luôn. Ờ thôi, nhưng mà tao đi chung với mấy thằng bạn tao chứ tao cũng không có ra mặt nhiều. Ừ, tại vì nếu tao ra mặt nhiều á là tao bị phát hiện. À, nếu mà bị phát hiện rồi không có làm cái chuyện nó được là không có tiền để tiêu xài để chơi. Cái tao nói với mấy bạn của tao á, mấy thằng bay ra mặt đi, tao đi làm mà tao ra mặt, ví dụ tao đến chỗ làm rồi người ta thấy tao rồi người ta dị nghị rồi sao. Ừ, cái mấy bạn tao hỏi tao làm cái gì, tao làm nghề đó tao cũng giấu nó luôn. Trời, tao nói tao làm gì kệ tao, một chủ yếu tao có tiền tao đi chơi với mấy thằng bay, tao có thể tao bao cho mấy thằng bay ăn nhậu luôn, chơi thoải mái là được rồi. Ờ, cái nó thấy vậy cái nó mừng lắm, nó nói ui thôi mày làm gì mày làm, nghĩ sao mày đi chơi với tụi tao vậy là tao phái rồi. Rồi cái bữa đó cái tụi mới chuyển hướng ra cái đường đó đó, để cho nó lạ lạ nữa, có thể là có người lạ nữa đang được tiền nhiều á. Ờ, à mẹ bữa đó xui thiệt. Gì? Gặp cái ông nội đó, ông ở sống chung với xóm của tôi. Ờ, cái lúc mà tôi đang khóc lóc kể lể bà con bu là chuẩn bị cho tiền đó. Ừ, cái ông nội đó ông xuất hiện, nói gì mấy bà con, cái mấy bà con nói cái thằng này nó mẹ nó thấy nó nghèo khổ quá cho tiền nó làm chú ơi. Cái ông nói trời ơi cái thằng này ở xóm của con mà. Trời, nó có lành lặn, nó có què gì đâu, nó lành lặn, nó khỏe như trâu mà. Ban đêm, ban hôm nó về nó nhậu, nó quậy làng, quậy sớm, nó đập thấy điều muốn gì, dở sớm con ở đây nè mà què gì mấy cô mấy bác. Thằng đó nó nói vậy. Cái mấy bà con người ta sững sờ ra rồi. Cái nó mới nói, hèn chi một tháng mấy, hai tháng nay, tưởng là nó đi làm ăn ở đâu. Dạ. Yeah, nó giỏi giang, nó làm ăn, nó kiếm tiền vậy, nó phụ cha mẹ nó hay gì. Còn đằng này nó chuyển hướng nó đi hả, lừa gạt bà con rồi. Rồi cái thằng nó hỏi, mày nhìn lên nè, mày nhìn kỹ cái mặt của tao đây nè, tao ở chung với sớm với mày đây nè, mày què quặt hồi nào mà mày giả bộ què quặt, mày lừa gạt bà con, ban đêm mày nhậu, mày quậy làng, mày quậy sớm, bây giờ mày đi qua cái xứ khác, mày lừa gạt lòng thương hại của bà con hả? Mày thanh niên, khỏe mạnh, trai tráng, lưng dài, vai rộng, mày không đo đi lao động, kiếm đồng tiền chân chính của mình để mà xài, đằng này mày đi lừa gạt bà con vậy, mày coi mày xứng đáng không? Nó xài xể tôi xong, cái nó kêu tôi đứng dậy, cái nó xúi bà con nữa. Ừ, nó nói bây giờ bà con đừng có cho tiền nó, bà con kêu nó đứng dậy đi, nó lành lặn, nó khỏe như trâu đó. Nó nói vậy cái tôi thấy bị bể rồi. Tôi nhìn giáo giác xung quanh, cái bà con đứng hai bên á. Ừ, cái còn cái kẻ trống. Tôi giục hai cái chiếc dép trồng ở trong tay, tôi cắm đầu, tôi chạy, tôi thoát thân. Do tôi chạy tôi không có nhìn trước nhìn sau. À, tôi vừa đâm ra thì cái xe tải nó tông tôi một cái phình, rồi tôi chết luôn tại chỗ. Trời ơi, đỡ sẹt luôn hả? Đúng vậy, bởi vì từ lúc mất chắc tôi bắt bị trả nghiệt ở cõi tàu bà này nè cậu ơi. À, tại vì do mình là thanh niên trai tráng có sức khỏe mà không lo đi làm ăn để kiếm tiền phụ cha mẹ, đằng này á đi diễn ra cái trò bò lết bê tha để lừa gạt lòng thương hại của những người già, mà người ta có thể đi bán từng đồng vé số, từng bó rau để người ta kiếm tiền. Ừ, mà người ta có thể móc ra, người ta chia sẻ, người ta cho mình. Thật sự tôi suy nghĩ là cái việc làm của tôi rất là xấu hổ cho xã hội luôn. Bởi vì từ lúc tôi mất tới giờ tôi suy nghĩ tôi hối hận. Ừ, tôi lang thang, tôi trả nghiệt ở cõi tàu bà này lâu rồi. Tôi suy nghĩ tôi buồn lắm cậu ơi. Ừ, đó, em thấy chưa? Thấy không? Ngày xưa trả báo thì lâu, giờ trả báo rất là nhanh. Nói nội không có cái chuyện của ông mất thôi là cũng trong vòng chớp nhoáng này.
Tại vì ngày xưa lưng dài vai rộng không á, lo làm ăn cứ nghĩ tới cái chuyện mà muốn sung sướng thì có tiền không à. Nó anh thấy không, nội mà khi mà mình xảy ra cái sự cố đó, anh thấy trước mắt là anh hay trải nghiệm coi tay bà này chưa. Tại vì mình còn sống á, thì mình phải tích phước tích đức á. Khi mình mất rồi á, mất đi á, thì mình mới có được hưởng phước đức. Đó, vậy vậy thì bề trên mới rước đi đầu thai được. Còn đằng này sống ông lại đi tạo nghiệp, lừa gạt bà con. Đó, như vậy thì đó, lúc đó là khi mất là làm gì có ai mà rước cho ông đi đầu thai. Phải cho ông đi trả nghiệp thôi. Bởi vì tôi suy nghĩ và tôi hối hận lắm. Thực sự tôi trả nghiệp cũng đã lâu rồi. Giờ tôi sợ lắm rồi. Có thể tìm cách nào giúp đỡ giùm tôi được không vậy? Rồi. Tôi không muốn trả nghiệp nữa đâu. Ừ. Khổ lắm rồi. Thì cái cách mà để tôi giúp đỡ ông thì có chứ phải không có. Nhưng quan trọng không có chấp nhận hay không thôi. Chấp nhận cỡ nào tôi cũng chấp nhận, nghe lời hết. Ừ. Thì trước mắt á, thì tôi sẽ gửi ông đi về chùa về núi cho ông tu hành học đạo ha, để sớm được đầu thai chuyển kiếp luân hồi làm kiếp người mới. Tại vì về đó mình sẽ được bề trên nè giảng đạo Phật pháp nè, cho nghe kinh nè, niệm Phật nè, giảm bớt nghiệp từ từ. Lại phần nữa về đó mình sẽ được sư thầy cúng kiến hàng ngày, mình không phải đói khát lạnh lẽo cõi ta bà này, mình sẽ được ấm lòng nói dạ ở nơi đó. Nó về đó cố gắng mình đọc kinh nhiều vào để mình giảm bớt nghiệp từ từ, khi nào hết nghiệp thì mình sẽ được đi đầu thai chuyển kiếp. Thấy sao? Được như vậy tôi mừng lắm. Không giúp đỡ giùm tôi đi. Rồi. Tôi xin hứa, tôi về đến đó tôi sẽ ráng nghe lời các sư thầy chỉ dạy. Tôi sẽ đọc kinh niệm Phật nhiều vô để sám hối cái tội lỗi của tôi mà lúc tôi còn sống tôi đã tạo dựng ra. Cậu giúp đỡ giùm tôi đi. Rồi. Nếu đã như vậy rồi thì về đó cố gắng nghe lời bề trên để mà sớm được đầu thai chứng kiến làm người nha. Rồi, tôi xin hứa. Rồi, nếu vậy thì chấp tay là sẽ chuyển đến môi Phật đi. Tôi sẽ mở luồng sáng, tham cứ đi theo luồng sáng, nó sẽ về tới chùa núi. Về đó sẽ vào trình diện các ngày, rồi mình sẽ được vào chùa, rồi bắt đầu tu học ha. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ rồi cả nhà ơi, thì ngày hôm nay con và cả nhà mình có quay trở lại cái khu mộ này, thì cũng đã gặp được gọi là một phong linh của một gọi là anh trai đó nha. Thì cũng mất là vì ngày xưa còn sống cũng là lừa gạt bà con mình, lừa gạt một tiền là đi xin ăn đó nha. Nên là khi mất rồi phải trải nghiệm của tao bà tận mấy năm nay. Thì có lẽ ngày hôm nay là cái ngày mà về trên bà soi sáng con đường cho con, để có duyên gặp được anh ở đây, để có thể giúp đỡ anh đưa anh về chùa nối cho anh tu hành học đạo đó nha. Thì cũng hy vọng rằng anh về đó cố gắng sám hối, cố gắng nghe kinh, cố gắng niệm Phật để giảm bớt cái nghiệp mình, giảm bớt quốc hận mình nha. Dạ, thì có lẽ con xin kết thúc cái video đây luôn cả nhà, để con có thể dọn dẹp bạn đi về. Thì mong cả nhà mình xem video thì để lại xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh, cũng như một lượt chia sẻ để tạo thêm động lực, tạo thêm tinh thần con có thể đi quay phim tâm linh ạ. Dạ, thì cuối video thì cũng cho phép con xin chúc cả nhà mình có một ngày mới thật vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc với gia đình người thân của mình, đặc biệt thật nhiều bình an, thật nhiều sức khỏe, thanh tâm an lạc trong việc cuộc sống. Dạ, con xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình ở những video sau.